Xin mến chào tất cả các bác. Thì như trước mắt các bác cũng đã nhìn thấy đây, đó là một con vang rất là cao cấp của JBL, JBL KX180. Thì hàng này hiện tại đó là hàng chuẩn nội địa của China anh em nhé. Lưu ý với anh em nghe kỹ cho em, với hàng nội địa China anh em nhé. Đấy, thì sản phẩm này hiện tại em đang bán và giao lưu tới tất cả anh em, giá nó là 5 triệu đồng và bao ship tặng phụ kiện dây jack đầy đủ cho anh em, như dây quang rồi dây ca lông để anh em có thể kết nối xuống thiết bị dưới. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để test thử các mốt, các cái chế độ mà bên em sẽ set up trước khi gửi cho các bác, các chế độ anh em nhá. Thì đối với những dòng này thì nó đã có 3 mốt mặc định của nhà sản xuất, 3 mốt mặc định anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy đây, nó cùng qua Steel, Pro và Pop. Đây là 3 chế độ mặc định của nhà sản xuất. Thì 3 chế độ này thì anh em chỉ dùng cho đồng bộ hãng. Ví dụ như anh em dùng tất cả đẩy, mic và vang và loa của hãng JBL thì nó sẽ đồng bộ, thì nó sẽ hay hơn anh em nhé. Và bên em có cài cho tất cả các bác nó thêm là 6 chế độ nữa, gồm 4 chế độ hát, 1 chế độ effect rời và 1 chế độ nghe nhạc. Tổng sẽ là 6 chế độ nữa để anh em có thể tha hồ tinh chỉnh, có thể hát, có thể ca kê thoải mái anh em nhé. Thì bây giờ em sẽ thử trực tiếp cho anh em thấy được các mốt, các chế độ mà bên em sẽ set up cho tất cả các bác. Thì đầu tiên em sẽ giảm nhỏ nhạc xuống này, giảm nhỏ nhạc xuống để nói cho echo nó rõ hơn cho các bác có thể nghe rõ. Đầu tiên để gọi tất cả các mốt ra thì các bác có thể ấn recall. Recall nó sẽ ra thì các bác xoay nút effect, gồm đấy rất nhiều các mốt chế độ anh em nhé. Đấy, đầu tiên em sẽ là PO1 thì các bác ấn vào thì nó sẽ loát ra, đó là PO1. PO1 này bên em sẽ là set cho các bác là echo cộng revert anh em nhé. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1. Như anh em có thể nghe thấy, chế độ 1 sẽ là chế độ echo cộng revert. Và tiếp theo đến chế độ 2 thì anh em có thể recall, có thể xoay nút effect này sang PO2 và anh em ấn vào. Chế độ 2 này nó sẽ là chế độ revert anh em nhé. 2 3 4 5 6 7 7. Để em cho to cục đẩy lên nữa để cho anh em có thể nghe rõ hơn được cái độ sâu, độ sáng của cái revert này anh em nhé. Đấy, 2 3 4 5 6 7 1 2 3. Và tiếp theo sẽ là chế độ thứ 3, PO3. Thì chế độ này nó sẽ là chế độ echo anh em nhé, hát như của âm ly ấy. Thì những dòng âm ly thì anh em hay sử dụng cái mốt 3 này để anh em có thể hát, chế độ hát echo như của âm ly. Và lưu ý với tất cả anh em thì chế độ này thì em sẽ pha thêm một chút ít reverb để cho tiếng nó sẽ sáng hơn anh em nhé. Mốt echo như của âm ly, 2 3 4 5 6 7. Và tiếp theo sang chế độ thứ 4, chế độ thứ 4 đây, chế độ thứ 4, 2 3 4 5 6. Chế độ này nó cũng là chế độ echo cộng reverb như chế độ thứ nhất, nhưng chế độ thứ nhất sẽ là echo chậm để cho các bài tiết tấu chậm, và mốt này sẽ là mốt echo nhanh để cho các bài tiết tấu nhanh. Các bài tiết tấu nhanh thì anh em sẽ sử dụng cái echo nhanh này để anh em hát, để tiếng của mình nó không bị lặp lại nhiều, nó không bị rối tiếng anh em nhé. Để tiết tấu nhanh thì nó không bị rối tiếng. 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3. Anh em có thể nghe thấy cái tiếng echo, độ giãn cách của echo đã khác nhau đúng không ạ? Và tiếp theo sang chế độ thứ 5. Chế độ thứ 5 sẽ là chế độ effect giờ cho bàn mixer anh em nhé. Effect giờ cho bàn mixer thì bốt này thì em sẽ cho nhiều echo và revert hơn để cho anh em có thể kết nối ra bàn mixer được, để anh em có thể tinh chỉnh. Đấy, rất đơn giản anh em nhé. Mốt 5 P05 đó là mốt effect giờ cho bàn mixer, để anh em có thể đi sự kiện anh em dùng với mixer để anh em kết nối đến effect giờ. Và mốt thứ 6, mốt thứ 6 sẽ là mốt nghe nhạc. Mốt nghe nhạc thôi anh em nhé, mốt nghe nhạc thôi. Đấy, mốt thứ 6 sẽ là mốt nghe nhạc. Setup cho anh em đầy đủ đó là 6 chế độ. 6 chế độ anh em nhé, 4 chế độ hát và nó sẽ bao gồm cả chế độ nghe nhạc và chế độ effect rời của bàn mixer. Đấy, 6 chế độ tha hồ cho anh em có thể tinh chỉnh và tha hồ cho anh em có thể hát ca kê được. Đấy, mốt thứ 6. Mốt này thì tiếng bass, tiếng check nó sẽ rất hay và nó sẽ rất lẩy anh em nhé. Sử dụng đây em có đồng hộ của JBL thôi.
loa JBL 4012 từ thường và check đẹp, đánh rất hay đúng không anh em. Là con vang này thì tổng anh em đã có 9 chế độ effect để anh em có thể KK được, 3 chế độ mặc định của hãng và 6 chế độ bên em có thể set up cho tất cả các bác, tổng là 9 chế độ để anh em có thể tha hồ tinh chỉnh, tha hồ gọi căng mốt ra để anh em có thể KK. Và tiếp theo anh em muốn chuyển đầu vào đúng không ạ? Con này thì hỗ trợ cả BMG, VOD và Optical cổng quang để chuyển các mốt đầu vào, các cái cổng đầu vào. Thì anh em ấn System, System, đây sẽ là BMG. Anh em có thể xoay sang Optical là OPT. Đấy. Và có thể có VOD để anh em có thể chọn đầu vào. Rất đơn giản đúng không ạ? Anh em sử dụng thì anh em sẽ nhấn vào. Đấy. Nhấn vào và ESC ra ngoài. ESC, giữ ESC ra ngoài anh em nhé, để thoát ra màn hình chính. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Giá sản phẩm em xin báo lại tới tất cả anh em là 5 triệu đồng. Bao ship tặng đầy đủ phụ kiện, dây rắc, dây quang cho anh em để anh em có thể kết nối. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để những thông báo mới nhất về các video bên em. Rồi chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video clip lần sau ạ.